Trong tháng 5 năm 2023 này, nhà phân phối Thaco vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi giá cho mẫu xe Mazda 6. Theo bảng giá công bố trước đó, Mazda 6 có giá 772 triệu đồng cho bản 2.0 Premium, 819 triệu đồng cho bản 2.0 Premium GTCCC và 909 triệu đồng cho bản 2.5 Signature Premium GTCCC. Với giá bán kể trên, Mazda 6 đã trở thành mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan hạng D ở Việt Nam. Tuy nhiên, tại đại lý, mẫu xe này hiện còn được giảm giá sâu hơn nữa. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang báo giá chỉ 747 triệu đồng cho Mazda 6 bản tiêu chuẩn 2.0 Premium, giảm đến 97 triệu đồng so với mức niêm yết 844 triệu đồng. Ngoài ra, đại lý này còn khuyến mại thêm quà tặng cho khách hàng mua xe như bộ phụ kiện chính hãng trị giá lên đến 30 triệu đồng hay phim dán cách nhiệt. Với giá bán 747 triệu đồng, Mazda 6 bản tiêu chuẩn chỉ bằng một nửa so với Toyota Camry, bản cao cấp nhất là 2.5 HV 1,495 tỷ đồng. Thậm chí, Mazda 6 bản tiêu chuẩn còn rẻ hơn bản cao cấp của một số mẫu sedan hạng C như Toyota Corolla Altis 765-860 triệu đồng hay Honda Civic 770-870 triệu đồng. Tuy có giá thấp nhất phân khúc, thiết kế thời trang, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn chủ động đầy đủ, nhưng Mazda 6 dường như không hợp gu của người Việt nên mẫu xe này bán không quá chạy. Trong tháng 4 năm 2023 vừa qua, Mazda 6 chỉ sở hữu doanh số 101 xe, giảm 4 xe so với tháng liền trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, đã có 308 chiếc Mazda 6 đến tay khách hàng Việt Nam, chỉ bằng 1/3 so với đối thủ Toyota Camry, 1.009 xe. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc của hãng Mazda, Mazda 6 sở hữu những trang bị đáng chú ý, như đèn pha LED với tính năng tự động bật tắt và tự động cân bằng góc chiếu, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành 17-19 inch, cửa sổ trời, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, gạt mưa tự động, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, phanh tay điện tử, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6-11 loa. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha LED tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và 6 túi khí. Gói an toàn chủ động Active Sense nâng cao bổ sung các tính năng như kiểm soát hành trình tích hợp radar, cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh thông minh phía trước sau, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo người lái tập trung và hỗ trợ phanh thông minh cho xe. Nằm bên dưới nắp capo của Mazda 6 là hai tùy chọn động cơ xăng Skyactiv-G đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trong đó, động cơ 2.0 cho công suất tối đa 154 mã lực và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 2.5 là 188 mã lực và 252 Nm.